cái bán karaoke trên cầm loa kéo di động của TV của Việt Nam. Rồi tiễn xe anh về nhà quen xưa miền Trung, như bóng che quê nghèo, bóng dừa nghiêng lá gió reo. Lòng bồi hồi nao nao, con đường xưa còn đó, mà người xưa có còn không? Hay đã đi theo chồng về nơi xa thân xa, anh muốn thăm một lần cho lòng bơi bớt bâng khuâng. Lần tròn 10 năm qua anh vẫn còn dày dương, vì trời xuôi khiến anh bói thêm. Chào anh em, chào bác, tiếp tục hôm nay đặc biệt anh em nha. Thì đây là loa bắt chi bóc của nhà DB Cổ Tích anh em nha. À, thì hôm nay em còn trong kho rước về nhiều lắm, bán từ Tết tới giờ nè. Đó, là còn được có mấy cái thôi, và cũng có xin với công ty là thôi còn mấy cái em lên làm cái sale cho anh em chơi lễ anh em nha, 2 tháng 9. Và đây là hai cái em lấy mẫu ra, mới vừa mua ra đây, hàng mới hết anh em nha, hàng mới bảo hành công ty hết, anh em chơi thoải mái nha. Và hiện tại em đang kết nối hai cái với nhau, một cái điện thoại xài hai cái và một cái micro, hai cái bắt được số luôn. Trong một cái loa như thế này thì có hai cái micro được anh em nha, đây một cái và đây một cái, còn cái này thì em chưa có lấy ra luôn, cái này em để đây đó, hàng mới hết rồi. Và giá bắt buộc các đại lý bán lẻ hay cửa hàng bán lẻ như tụi em là 5,9 triệu một cái anh em nha, 5,9 triệu một cái như thế này. Gồm có một cái loa và hai cái tai mic, thùng hộp đây đó. Và hôm nay trong cái chương trình đặc biệt như thế này thì mấy cái này thì anh em biết là bán không có lời nhiều đâu, chủ là bán cho có thì hàng công ty, tại em làm bên đại lý của DB Cổ Tích thì cho nên hàng nó em phải nhập. Còn có mấy cái và em sẽ ưu đãi cho anh em chơi lễ 2 tháng 9, chỉ 5,2 triệu một con, hàng mới hết nha anh em. Còn nếu như anh em mà lấy hai con để chơi theo kiểu giống em như thế này, là hai con đánh hai bên như thế này luôn á. Đó, đây em lớn là lớn hết nè, em thấy điện số bên này nhảy lên nè. Đó, anh em mà lấy hai con thì em bớt mỗi con là 200k, bớt hai con là 200k, mỗi con bớt 100k đấy anh em nha. Chạy như hai con là anh em mua có 10,200,000 thôi, còn anh em mua lẻ một con là 5,2 triệu. Đó, có 4 con thôi, anh em nhanh tay gọi ngay cho em nha. Đó, anh em đi du lịch nè, gọn nhẹ và nó cực kỳ nhẹ nha anh em nha. Một con như thế này thì nó tầm khoảng 5-6kg thôi. Đó, trẻ con xách cũng được nữa. Và nó có cái, để nằm ngang thì nó vẫn có cái chân cho anh em nè, để đứng lên nó vẫn có cái chân nè. Và anh em có thể chọt cái lỗ đây để cái cây lên cũng được đó. Giống như đồ chuyên nghiệp ha. Nó gồm 2 bass, 2 kép, đàn nhảy theo được nhạc. Đó, có bass boost nè. Đó, chế độ nghe nhạc, chế độ hội nghị, có eco. Còn em kết nối bluetooth, em bấm lớn nhỏ đây là nó lên luôn. Em bấm nó nhảy lên đây thấy không? Đây. Tính ra hai con có 10 triệu lẻ mấy. 10 triệu anh ấy lấy một cặp 10,200,000 à. Đã bao gồm phí ship rồi anh em nha, nếu chịu khoảng đủ 10,200,000 là em bao luôn phí ship cho anh em chơi hai con. Đó, đẹp không? Để hai bên nhà chơi em được. Còn anh em không thấy anh em chơi một con. Hai con nó lớn lắm nha anh em, chơi được một cái phòng lớn luôn á. Phòng này của em là chơi thoải mái luôn á, 3 mét vuông á. Còn anh em đi du lịch chỉ cần con là quá ok rồi. Cái này hồi Tết em bán nhiều lắm.
Tết bán cho anh em đi chơi du lịch, đi về quê, sách theo là ok lắm. Có một cái con ở anh khách ở quận 6 á, là bảo hành đúng một con đó, tự nhiên nữa anh không mất trép là lên công ty đổi luôn cái khác đó. Còn lại tới giờ là em ra alo cái tiếng echo thì mic cho nó nè. Cái này thì nó có chip DSP bên trong, echo thì vật nó tự động, anh em chỉ tăng giảm thôi nè. 1 2 6 D, anh em nghe cái reverb ha, reverb nó rất ok nha. 1 2 6 7, đó, một con chạy mà con reverb rất là êm nha. 1 2, đó, đủ anh em ca rồi. Bây giờ em sẽ hát một đoạn ha. À, một đoạn thôi anh em nha. 1 2 2 2, bên này chưa có lên echo nè, bây giờ em sẽ chỉnh cái echo lên cho anh em nè. 10 ha. 1 2 2, cái con này thì chưa có chỉnh lên cái chế độ echo. 1 2 2 2 2 6 7, 2 2, hey 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 hey, sáu lư, 1 2 1 2 1 2 2 2 1 2, đó ok đó, một cái một, một cái echo này đó, ca nó phê phê. Em nghe cô không? 1 2 6 7. Rồi, cứ vậy chơi thôi nè. Đó, đi du lịch thì một cái loa và hai tay mic là đủ rồi. Mà con này nó rất là nhẹ, giá thành nó cũng nhẹ luôn. Anh em đừng có so với JBL bạc thì bóc nha. JBL thì nó rất là đắt và nó không có micro nha. Đó, em cũng đi coi vòng vòng thì thấy anh em nói là cái này đồ Trung Quốc nó nhái của JBL. Anh em phải suy nghĩ lại nha. Nó vẫn là hàng công ty của DB nha. Và nếu anh em mua một con JBL cỡ này thì tiền nó mức nào anh em? À, 10 mấy triệu. Chưa có mic nha. Chưa có cái mic. Hai cái tai mic này anh em mua bây giờ cũng 10 mấy rồi nha. Ok ha. Rồi, hơi tối rồi, hơi mệt. Hỏi ca anh em thử tiếng echo cho anh em nghe thấy ok ha. Tiếng mọc có, echo có nha. Tiếng nó rất là thật. Đấy, và anh em cứ lên YouTube thấy anh em hát test rất rất nhiều, không riêng ở shop em. Đấy, rồi chúng ta nghe nhạc lại nha. Cái này mà đi làm hội nghị hay đi hội chợ anh em nhé, sạch cái loa này theo nói là nghe rõ bân luôn, em nói hoài sao vô như vậy luôn nha. Đó, rồi thế là lên nhạc thôi. Hai cái lo thôi mà anh em tưởng đâu đánh lo có súp nhà này, không súp, chỉ có hai cái lo nó đánh thôi, coi như là 4 bass 2 trep đó. À,
rãi cho anh em chơi lễ 2 tháng 9 chỉ 5,2 triệu một con thôi. Giá anh em chuyển khoản đủ là em bao phí luôn cho anh em nha. Thôi, đó, nhiêu đó thôi. Anh em còn em có 4 con à ha. Đây là 2 con mới vừa khui ra làm mẫu. Nên cũng như lo mới thôi, mới vừa khui ra test cho anh em. Cái nào em cũng phải khui ra test hết. Để nó khui mẫu hay không mẫu, phải test, phải set micro lại cho anh em chứ. Bây giờ anh em muốn biết set micro như thế nào cũng vào trang chính YouTube của DB nó cũng có hướng dẫn, nhưng mà em phải kiểm tra lại, em phải set cái mic cho anh em trước em mới gửi, tại vì không set vậy anh em bối rối với công mệt ha. Tại tần số nó sản xuất giống nhau rồi, mình cứ set thôi, nó đơn giản mà. Em sẽ set trước cho anh em rồi mới gửi hàng. Rồi. Ok anh em nhé, anh em nào chơi alo em ngay nha. 5,2 triệu một con mà hai con còn có 10,2 triệu. Đấy. À, chuyển khoản đủ em bao phí ship, ship cọ anh em cộng với em 20% giá trị sản phẩm á. Em không bao ship cho cọ anh em nha. Chào anh em, chào các bác. Duy nhất có 4 con. À.